Ngày 16 tháng 9 năm 2023 đánh dấu 60 năm ngày mất của Nam Phương Hoàng hậu, bậc mẫu nghi cuối cùng của lịch sử Việt Nam. Đương thời, bà từng 3 lần được phong danh hiệu Hoa hậu Đông Phương, không chỉ xuất chúng về ngoại hình mà tính cách, trí tuệ và trình độ học vấn của bà cũng vô cùng nổi bật. Điều này đã khiến vua Bảo Đại hết mực say mê bà. Bảo Đại cưới bà về làm vợ, tấn phong làm hoàng hậu với tước vị Nam Phương Hoàng hậu. Đây là một biệt lệ vì 12 đời tiên đế nhà Nguyễn trước, các bà chánh cung phải đến khi chết mới được truy phong hoàng hậu. Sau này bà lần lượt hạ sinh cho ông 5 người con. Sau sự sụp đổ của triều đình nhà Nguyễn, vua Bảo Đại ra Hà Nội nhậm chức cố vấn tối cao trong chính phủ. Lúc này ông qua lại với nhiều phụ nữ khác, không mấy quan tâm tới người vợ nơi kinh đô Huế nữa. Năm 1947, Nam Phương Hoàng hậu quyết định đưa các con sang Pháp sinh sống. Buồn nản vì tình cảm của mình, bà sống âm thầm trong ngôi nhà vắng vẻ. Giữa tháng 9 năm 1963, bà đã ra đi khi vừa tròn 49 tuổi. Lúc lâm chung, bên cạnh bà chỉ có hai người giúp việc.